Đồ chơi xe thành xin chào các bác. Hôm nay chúng em rất hân hạnh được giới thiệu và giao lưu tới các bác, những người yêu mến đồng hồ cổ, một chiếc đồng hồ tủ cây được nhập nguyên chiếc từ Mỹ về. Vâng, đó chính là cho các bác là một chiếc đồng hồ tủ cây. Em xin được giới thiệu tới các bác được nhập nguyên chiếc từ Mỹ về, nguyên bản 100%. Từ xa các bác thấy với một cái dáng thùng rất tuyệt đẹp và một cái dáng đề co tuyệt vời. Vâng, em xin đi lại gần để các bác cùng em chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ này. Trên cùng là cái đôi cánh thiên thần ôm chén tình yêu rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời không ạ? Được chạm hoa văn rất đẹp, chén tình yêu ở giữa cao vút lên. Bên kia dưới là một nấp nu vân đối xứng tuyệt vời. Vâng, mặt số vàng nổi trên một nền trắng, học trò rất tuyệt vời. Hai bên hai cái trụ biểu tượng rất là vững chãi, nối liền xuống đáy, các bác thấy, vâng, rất tuyệt vời không ạ? Rất tuyệt vời. Với một kích thước rất là khủng, chiều cao là 2m16 và bề ngang 59. Vâng, em xin mở chiếc đồng hồ ra. Như vừa giới thiệu, mặt số học trò trên một mặt vàng trên một nền trắng, điểm họa tiết hoa văn đen, giữa là được chạm nổi cái hoa nổi vàng rất tuyệt vời, bốn góc là bốn cái hoa, bên trên là lịch phương đông hay lịch tranh sao. Và rồi đến kim rốn, kim rất tuyệt vời phong ạ, thương hiệu Hoppy Lơ. Vâng, chiếc đồng hồ này với 12 gông thép rất dài, chơi ba bản nhạc, các bác thấy chơi ba bản nhạc. Bây giờ thì có chế độ là tắt chung hoàn toàn, là các bác hãy gạt hết số là tắt chung hoàn toàn, để nút giữa là các bác tắt chung đêm, tự động về đêm, sau 12 tiếng là mở chung lại. Và đây là chế độ là để chuông tự động 100%. Bên chơi nhạc các bác thấy, vâng, là bốn bản nhạc, bản guitar và smith và bản guitar đặc trưng, và dưới cùng là slide là tắt hết. Vâng, cơ chế là đương nhiên là cơ chế chạy tuần, một tuần chúng ta mới phải nên tạ một lần. Vâng, tay nên cạ đây, tạ đây, rất tuyệt vời phong ạ, tay nên tạ đây, hết tạ cho mình tra vào để cho nên tạ đây ạ, rất tuyệt vời. Và đây là như em vừa nói, đây là cái quả lắc được chạm nổi đồng bộ hoa văn với lại mặt số, và bên này là ba quả tạ cũng chạm nổi luôn, rất tuyệt vời. Vâng, không để các bác chờ đâu, em xin được test âm thanh để chúng ta cùng thử âm. Em xin quay sang bên điểm giờ. Đó, các bác thấy bộ gông thép còn sáng xanh, rất là dài, rất tuyệt vời phải không ạ, rất dài. Đó, như vừa giới thiệu rất dài. Đó, và đây cỗ máy CK rất tuyệt vời không ạ? Cỗ máy rất dày dặn, rất sáng bóng, rất tuyệt vời. Mặc dù được sản xuất vào những năm 1970-80, rất tuyệt vời không ạ? Vâng, đây, rất tuyệt vời. Em xin giao tổng thể một lần nữa để các bác cùng em chiêm ngưỡng. Với chiếc đồng hồ này, em xin giao đến các bác là 48 triệu. Và xin giao tiền xe để các bác chiêm ngưỡng với em một lần nữa. Rồi, xe đành xin chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi clip của bên em. Xin các bác
liên hệ theo số điện thoại 0983 424 127. Các bác ở gần có thể trực tiếp đến cửa hàng để giao lưu. Địa chỉ đường Phùng Hưng, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Xin hân hạnh và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.